Này thiện hiện, như thế đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo, vì muốn làm lợi ích các hữu tình, nên từ khi mới phát tâm cho đến cứu cánh, cầu làm việc thiện lợi thường không gián đoạn, vì muốn lợi ích cho các hữu tình, nên từ cõi Phật này đến cõi Phật khác cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen chư Phật thế tôn ở chỗ các đức Phật nghe thọ tránh pháp bỏ thân thọ thân trải vô lượng kiếp cho đến đắc quả vị giác ngộ cao tột ở khoảng trung gian chẳng bao giờ quên mất này thiện hiện các bồ tát ấy đắc đà la ni căng thân ngữ ý thường không thoái giảm vì sao vì đại bồ tát ấy luôn luôn khéo tu đầy đủ trí nhất thiết trí nên có làm việc gì thường khéo tư duy do khéo léo tu tập đầy đủ trí nhất thiết trí nên làm việc gì cũng thường khéo tư duy đối với tất cả đạo đều có thể tu tập đó là đạo thanh văn hoặc đạo độc giác hoặc đạo bồ tát hoặc đạo như lai hoặc đạo thắng thiên hoặc đạo thắng nhân hoặc đạo thần thông thủ thắng của các Bồ Tát. Các đại Bồ Tát do đạo thần thông thủ thắng này thường làm lợi ích, từng không thối thất. Đại Bồ Tát ấy an trụ thần thông dị thuộc thủ thắng này, thường làm việc lợi lạc thủ thắng cho hữu tình. Tuy trải qua sanh tử luân hồi trong các thú nhưng thần thông thủ thắng này thường không thối giảm này thiện hiện như thế các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa an trụ bản tánh không phương tiện thiện xảo có thể khéo léo làm lợi lạc cho các loài hữu tình lại nữa thiện hiện các đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa từ khi mới phát tâm đã thành tựu phương tiện thiện xảo như thế do sức phương tiện thiện xảo này an trụ bản tánh không thấy các hữu tình trí tuệ bạc mỏng ngu si điên đảo tạo các nghiệp ác nên phương tiện dẫn vào cửa trí tuệ thù thắng nói thế này này thiện nam tử nên tu bát nhã ba la mật đa quán tất cả pháp bản tánh không tịch nếu các ngươi thường tu bát nhã này quán tất cả pháp bản tánh đều không các việc tu hành về nghiệp thân ngữ ý đều hướng đến niết bàn đắc quả niết bàn quyết dùng niết bàn mà tạo dựng đời sau các thiện nam tử tất cả pháp ấy đều bản tánh không trong bản tánh không hữu tình và pháp tuy chẳng thể nắm bắt được nhưng việc tu hành cũng không thối thất vì sao? Này thiện nam tử, vì trong bản tánh không, không có pháp tăng giảm, không có người tăng giảm. Vì sao? Vì lý của bản tánh không, chẳng phải có tự tánh, chẳng phải không có tự tánh, lìa các phân biệt, dứt các hí luận, cho nên ở trong đó không tăng không giảm, do đó các việc làm không bao giờ mất. Vì vậy các ngươi phải tu bát nhã ba la mật đa quán bản tánh không, làm việc nên làm này thiện hiện như thế các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo dạy bảo trao truyền cho các loài hữu tình khiến tu bát nhã ba la mật đa quán bản tánh không tu các thiện nghiệp này thiện hiện đại Bồ Tát ấy dạy bảo trao truyền cho hữu tình như thế, tu các thiện nghiệp thường không lười bỏ, đó là thường tự hành 10 nghiệp đạo thiện, cũng khuyên người thường hành 10 nghiệp đạo thiện, thường tự thọ trì năm giới cũng khuyên người thường thọ trì năm giới.